tịch chết tiệt. Người nhận lệnh từ vua hành tinh Saiyan tới đây phá hủy hành tinh này. Vậy mà người to gan không nghe theo lời, còn lấy sinh vật ở đây làm vợ nữa. Mọi người muốn chết chung với bọn chúng hay sao? Khoan, khoan, bình tĩnh, hãy nghe tôi nói. Những sinh vật Skibidi Man ở đây vô cùng hiền lành, họ rất là tốt. Làm ơn, đừng làm hại họ. Cái gì chứ? Người cũng là một người Saiyan, người to gan định phản bội lại tất cả chúng ta hay sao? Anh ơi, em sắp để con ra ngoài rồi. Mau lên, mau lên. Mặc kệ bọn chúng, mặc kệ em. Đem con bỏ chạy khỏi nơi này đi. Chết tiệt. Thì ra chúng mày có thêm nghiệp chủng. Mau bắt ba bọn chúng lại, giết chết không tha. Lũ khốn kiếp, tao không cho chúng mày đụng tới gia đình tao đâu. Em ơi, em ơi, chết tiệt thật. Con ơi, mau theo cha rời khỏi đây. Mẹ kiếp, bọn chúng chạy kìa. Mau đuổi theo, bắt bằng được bọn chúng cho ta. Con trai, cố lên, con sẽ làm được. Bởi vì trong cơ thể con có dòng máu xảy ra của tao mà. Trời, con đã cố gắng mấy ngày rồi, nhưng mà không có được. Không được bỏ cuộc, con phải kiên trì. Nếu sau này kẻ thù của chúng ta tới đây thì phải làm sao? Cha không thể nào bảo vệ con cả đời được. Lắng nghe cha, hãy tích tụ năng lượng vào đen điền, sau đó giải phóng nó ra. Con sẽ đạt được sức mạnh mong muốn. Chết tiệt, vết thương cũ của cha lại tái phát rồi. Con sắp làm được rồi, Tốt lắm, con trai. Hãy tỉnh tâm, giải phóng năng lượng cực lớn trong người con ra đi. Cuối cùng, con cũng đã hoàn thành. Con cũng đã trở thành một Saiyan mà cha mong muốn rồi. Trời, con sẽ mãi mãi nhớ về cha, nghe những lời dạy dỗ căn dặn của cha. Cứu tôi vậy, có ai không? Lũ sư tử này muốn xé xác tôi, bỏ người ta. Có thiên động ở bên ngoài, mình không được ra ngoài. Nhưng cha mình từng dặn, sau này trở thành một Super Saiyan thì phải cứu những sinh vật yếu đuối ở trái đất này. Được rồi, vậy thì mình sẽ liều mạng ra ngoài đó. Làm ơn, cứu tôi nhanh lên. Lũ sư tử này sắp xé xác tôi tới nơi rồi. Thì ra là một con người. Cô có sao không? Tại sao cô lại tới đây một mình chứ? Gì thế này? Một người đầu camera với mái tóc màu vàng à? Quái vật. Bình tĩnh đi, tôi vừa cứu cô đó, chứ tôi không có muốn hại cô đâu. Đúng rồi hả? Tôi tới đây để cắm trại, vô tình đi lạc vào khu vực này thì bị lũ sư tử đó đuổi dí tới đây. Nhưng anh là ai? Tại sao trông anh quái lạ thế? Hắn chính là một cậu tạp chủng lại giữa một speaker vô mình và một tên Saiyan phản bội. Các người là ai? Sao lại biết ta? Là các người Lũ binh lính của hành tinh Saiyan, kẻ thù trước đây của cha mẹ ta. Cuối cùng bọn ta cũng đã tìm được tên cẩu tập trung lai tạp như ngươi. Bọn ta đã cực khổ đuổi theo cha con ngươi bay tới trái đất này, vậy mà đã mất dấu qua suốt mười mấy năm qua. Cuối cùng bọn ta cũng đã tìm thấy được con cha của ngươi, tên phản bội Saiyan khốn kiếp đó đâu. Lũ khốn kiếp, cũng bởi vì các ngươi đã sát hại cha mẹ ta, khiến cho cha ta bị thương, vết thương càng ngày càng lớn loét, làm cho ông ấy không thể nào sống thọ được. Ông ấy đã mất từ mấy năm trước rồi. Bây giờ ta đã trưởng thành, ta quyết báo thù các ngươi. Ồ, nhìn kỹ thì mày cũng đã đạt được Saiyan cấp 2 rồi à? Nhưng trong mày yếu nhất giống như đàn bà vậy. Chết tiệt, ta không đơn giản như chúng mày nghĩ đâu. Cha ta đã nói tất cả bí mật của người Saiyan cho ta biết, để giúp ta cường hóa lên cấp độ thứ 3 này. Cái gì thế kia? Thứ lai tạp đó đã đạt được siêu Saiyan cấp 3 rồi kìa. Không thể nào. Đúng như vậy, các người nói không sai. Ban đầu ta tưởng rằng mình sẽ không bao giờ đạt được sức mạnh giống như cha, nhưng nhờ sự kiên trì luyện tập cộng với sự cố vũ và truyền dạy nhiệt tình của cha ta, ta qua năm tháng cuối cùng ta cũng bộc lộ được sức mạnh của mình. Bộc lộ được sức mạnh
của người Saiyan. Chết tiệt, năng lượng của hắn khi đang siêu Saiyan cấp 3 khủng khiếp quá. Không hay rồi. Mau cầu cứu, cầu cứu vô hành tinh Saiyan, cứu thêm người tới đây đi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn chúng sẽ kéo tới rất đông. Một mình chắc chắn sẽ thua. Và lại, cha của mình còn nằm trong hang động đó. Nếu để bọn chúng phát hiện, thì bọn chúng chắc chắn sẽ hành hạ thi thể của cha mình mất. Phải di chuyển chỗ khác, tìm cách từ từ tính tiếp. Sao không nghe tiếng động gì hết vậy? Bọn chúng hình như không đuổi theo mình. Hay lắm, mình sẽ tìm một nơi nào đó bí ẩn, ẩn nấp mới được. Ngươi định chạy đi đâu? Cậu tập chúng kia. Cái quái quỷ gì thế này? Ngươi là ai? Ta chính là hoàng tử của hành tinh Saiyan. Ta nhận lệnh cha của ta tới đây để tiêu diệt thứ cậu tập chúng cho ngươi. Mình chưa chết. Nhưng đây là đâu? Sao tối như mực thế này? Con trai. Tiếng của cha mình. Là cha mẹ đây. Cha ơi. Mẹ ơi. Sao con có thể thấy được hai người? Không lẽ con đã chết, bây giờ đoàn tụ với hai người hay sao? Cha mẹ luôn bên cạnh con, nhưng đây không phải là lúc con nằm xuống. Con phải cố gắng kiên trì, mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng. Con trai, mẹ tin con làm được. Con có thể đánh bại mọi kẻ thù. Trong cơ thể con không những có dòng máu Saiyan, mà còn có dòng máu Skibidi Speaker Woman của mẹ. Con chỉ cần tìm những camera, ăn bọn chúng, thì người của con sẽ được mở ra một giới hạn mới. Cha mẹ ơi, đừng bỏ con. Chết tiệt. Cái gì? Người thật dai đó, chưa chết à? Mẹ kiếp, người bỏ chạy đi đâu đó? Đâu rồi, trong thế giới là người, chắc chắn bọn họ sẽ có rất nhiều camera. Đây rồi, cuối cùng mình đã tìm thấy rồi. Mẹ của mình báo mộng cho mình, chắc chắn sẽ có sự kỳ tích trong những cái thứ này. Mình chỉ cần ăn bọn chúng vào bụng, giới hạn của mình sẽ được khai mở. Thành công rồi. Wow. Không những mái tóc của mình biến sang màu xanh nước biển, Mà cơ thể của mình còn trở nên khổng lồ nữa. Thật là tuyệt vời quá đi. Mẹ kiếp, sao mày lại trở nên khổng lồ thế kia? Không sai mà, cha của ta, vua hành tinh Saiyan từng tiên đoán rằng sẽ xuất hiện một thứ tập trung quái gì giết chết loài Saiyan của chúng ta. Thì ra đó chính là mày. Hôm nay ta sẽ ngăn chặn hậu hoạn đó, giết mày trước. Tất cả là do giống tộc của chúng mày mà thôi. Nếu chúng mày không truy xét cha mẹ tao, truy xét ta, thì làm sao ta phải cản các ngươi chứ? Ta chỉ muốn sống trong hòa bình, sống trong yên ổn, nhưng các ngươi không cho. Cày muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Ta bắt buộc phải giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Mẹ kiếp mày, mày dám khinh thường hoàng tử Saiyan tao đây à? Đến lúc rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh hủy diệt của hoàng tộc Saiyan chính thống. Mày định làm gì? Thứ năng lượng này. Không hay rồi. Được lắm. Vậy thì ta sẽ giải phóng toàn bộ năng lượng để đạt trạng thái cuối cùng đấu với ngươi. Mẹ kiếp mày, mái tóc của mày chuyển sang màu bạc rồi. Không lẽ đó là bản năng vô cực trong truyền thuyết của loài Saiyan? Thì ra là như vậy. Hay lắm. Đến lúc ta sẽ cho người nếm thấy sức mạnh bản năng vô cực này, để người cảm nhận được đâu mới là sức mạnh tuyệt đối của loài Saiyan. Chết tiệt. Mày không thể nào đánh bại được một hòn tử Saiyan như tao đâu. Chỉ có tao giết kẻ khác, không có kẻ nào được quyền giết tao. Không. Chết đi. Mặc dù trong người ta cũng mang dòng máu Saiyan, nhưng ta vẫn thấy các ngươi vô cùng độc ác. Lời của các ngươi luôn xâm chiếm, luôn hủy diệt bất cứ hành tinh nào mà các ngươi muốn. Nếu không tiêu diệt sạch sẽ các ngươi, thì chắc chắn các ngươi là mối họa trong đa vũ trụ này.
ta sẽ thay thế cho những sinh vật vô tội ở khắp mọi nơi, chống lại các ngươi, xóa sạch luôn hành tinh của các ngươi, lớn loài của các ngươi, để cả vũ trụ này mãi mãi được yên bình, sống cho vui vẻ. À, trời, cứu con. Chết đi. Được rồi, giờ đến lúc tiến tới hành tinh Saiyan, tiêu hủy tất cả.